cả nhà. À, hôm nay cuối tuần sau khi mà đi nhà thờ rồi, cái bây giờ mình qua chùa. Tại vì ở bên chùa tuần này có một cái hội chợ rất là vui để cho mọi người mừng xuân ở Mỹ, cũng làm hội chợ giống như ở Việt Nam. Thì đây là cái đầu vô cổng nè. Đó, mấy anh chị có thể chụp hình ở đây thăm con chùa. Rồi cái này là những cái anh chị nào mà muốn thắp hương cho chùa thì vô đây thắp hương. Hoàng Anh thì chỉ đi tham quan, đi ăn uống thôi, với lại là tranh thủ quay YouTube cho mấy bạn coi. Thì thầy đang giảng pháp thoại gì đó. Và bên này là cái khu vực ăn uống. Thì ở đây hơi ồn mà sorry mấy bạn, Hoàng Anh lại quên mang cái micro rồi, thì hơi ồn tí xíu. Để Hoàng Anh đi qua một vòng cho mấy bạn coi nha. Để mình coi nha. Sorry, hy vọng là mấy bạn có thể nghe thấy tiếng của Hoàng Anh, bởi vì hơi ồn một tí xíu. Đây là ở bên Mỹ cũng có nước mía nha. Rồi đây là bàn để cho mọi người ngồi ăn. Thì mấy anh chị cũng bán hàng để mà gây quỹ thêm cho chùa. Có mấy món nè, có khế nè, mấy bạn thấy khế ngon không? Rồi xôi, có cái này gọi là gì ta, khoai mì, khoai lang. Mà anh nghĩ là mấy cái món này là món chay không à? Đúng rồi, bò lá lốt nữa nè. Dạ, đây là đồ ăn chay với mấy bạn. Sorry mấy bạn nha, tại vì Hoàng Anh không có đeo headphone cho nên là chắc là mấy bạn nghe không có rõ lắm. Trời, có hổ qua chay nữa nè, ngon ghê chứ. Tí nữa phải mình phải làm một phần đem về mới được. Có quá trời đồ chay luôn. Trời, mấy bạn thấy hấp dẫn không? Hôm nào mà mấy bạn ở tiểu bang khác có qua thêm bà thì nhớ qua giờ đợt này để mà mình thưởng thức mấy cái món này ha. Quá trời đông luôn ha. Ô, hai anh. Dạ. Đây anh gặp người quen rồi. Qua tàu hũ nè. Chả giò luôn, mà anh nghĩ đây là đồ chay không mà mấy bạn ơi. Tí nữa mà anh phải mua một hộp đậu hũ đem về mới được. Ok, hai chị. Dẫn rồi. Dạ. Đây kìa. Hai. Dạ. À, mình gặp Duy Ngân đây nha. Dạ hả? Đang quay. Đây là bánh cuốn nè mấy bạn. Đó, mấy bạn thấy bánh cuốn có ngon không? Có rất là nhiều món, có phở chay nữa. Rồi. Dẫn rồi. Chỗ không đi, chỗ tôi. Ở đây là bán phở chay nè mấy bạn. Trời, ngon chưa? Cô bé này có phở chay nè. Dễ thương không? Trời, tô phở chay nhìn hấp dẫn ghê. Sao được nổi tiếng rồi. Một tí xíu nữa. Wow, có cháo nữa nè. Mấy bạn thấy ngon không? Trời, quá trời món luôn. Tí nữa Hoàng Anh sẽ ăn hết cái món này luôn. Có bánh xèo nữa nè nha mấy bạn. Đó, bánh xèo chay mấy bạn thấy hấp dẫn không? Có nhiều rau nữa nha, lót bằng lá chuối đàng hoàng luôn á. Wow, có bánh khọt luôn nha. Đó, mấy bạn thấy bánh khọt không? Đi lại đắng ngồi đi, tụi con lại đắng ngồi. Một dĩa bánh khọt. Ở đây là mấy anh đang là bánh tiêu. Đó, chiên nóng tại chỗ luôn. Và mấy anh chị ngồi đây. Đó, không khí rất là vui đúng không mấy bạn? Bên kia sẽ là khu vực sân khấu để mà
tí nữa sẽ có ca nhạc với mấy bạn coi đó, rất là đông. Thì mùa này á, thường sẽ những cái khu giống như cái park này nè thì sẽ có hội chợ giống như thế này để cho tất cả mọi người Việt mình, để mà mình vui chơi giải trí và mình có cái không khí mùa xuân. Ok, thank you mấy bạn nhiều nha. Thì Hoàng Anh quay sơ thôi. Đợt sau, vào tuần sau á, Hoàng Anh sẽ quay cho mấy bạn coi một cái nhà thờ, rồi còn một cái chùa khác nữa, để cho mấy bạn có cái góc nhìn ở Tampa này vào cái dịp Tết này ha. Thank you và hẹn gặp lại mấy bạn trong video tới nha. Cuối tuần vui vẻ và đầu tuần nhiều năng lượng nha. Bye bye và hẹn gặp lại.